đi mà hình như cô con chưa rửa tay cho nên là nó học hết. Để ủng hộ cho cô Ngân và Gao Bẹt, shop này do Gao Bẹt làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Mất quay súng chứ nhở. Chuyên mục quay súng cho mọi người xem. Quay súng 14A1 chứ nhở. Hôm nay có súng mới mà. Mọi người cổ vũ đi, mọi người lên comment cổ vũ cho con Ngân. Tú Hảo nha. Mấy bạn fan Gil tối nào cũng qua stream rap ăn hiếp Hảo hết á. À, xíu comic Gil giúp Hảo nha. Ủa sao nó không hiện lên đây? À mình tắt cam mất tiêu à. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cô Ngân sẽ có tiết mục, đó là tiết mục quay súng skin M4A1 cho mọi người xem nha. Mọi người cổ vũ cô Ngân đi, mọi người lên comment cổ vũ cô Ngân đi để cô Ngân còn like. Ở đây là khẩu M4A1 rừng xanh. Ok, bây giờ cô Ngân sẽ thực hiện chiến lược đó là quay skin sống nha mọi người. Mọi người cổ vũ cho cô Ngân đi. Lên comment cổ vũ đi nào để cô Ngân quay cho chúng nào. Mọi người cổ vũ cô Ngân đi. Ôi, yêu đơn phương cô ạ. Cái gì mà yêu đơn phương cô ạ? Mọi người cổ vũ đi nè. Mọi người cổ vũ để cô Ngân có tinh thần quay súng nào. 3.000 kim cương để quay súng đó nha. M4A1 rừng xanh nha mọi người. Mọi người cổ vũ đi. Thế mọi người có bí quyết nào mà để ra quay súng ra không mọi người? Mọi người phải cho cô Ngân ra đi. Đúng rồi, mọi người lên comment đi. Cố lên cô Ngân. Cố lên, có 3.000 kim cương thôi đó. Hết cả bộ đồ đó mọi người. Cổ vũ đi. 3.000 kim cương là hết mấy ly trà sữa của Ngân Ngân buổi tối đó. Cô Ngân phải nhìn mấy ly trà sữa đó, mấy ly trà đào của Gao Bạc đó. mọi người cổ vũ cô Ngân để cô Ngân vô quay súng nè. Nhanh lên, M4A1 nè. M4A1 này thì nó có là sát thương tăng 1 và tốc độ bắn tăng 2. Ui, tốc độ bắn tăng 2 luôn nha mọi người, ghê thế. Ôi, M4A1 cũng tốc độ bắn tăng 2 luôn. Ghê thế. Nó chỉ có mấy khẩu súng kia nhưng mà cô Ngân có hết trơn rồi. Cổ vũ đi, mọi người không chịu lên comment cổ vũ cô Ngân là thế nào? Cố lên cô ơi, cố lên cô ơi. Đúng rồi, mọi người cổ vũ đi. Một lần ít hai là ra ý cô, khẩu này dễ ra lắm á. Ôi gì, cô Ngân cố lên á, mọi người cổ vũ nào, mọi người cổ vũ đi. Cổ vũ lên. Đập máy tưởng tượng ra mình đã quay ra rồi. Anh Gil quay 600 kim cương lần đầu ra cô. À, là Gil là nhấp 6 lần luôn hả? Hay là Gil sẽ nhấp 60 rồi Gil mới nhấp là 600? Cố lên một phát ra luôn á. Bây giờ mọi người nói là lần đầu tiên cô Ngân nên quất 60 hay là 600. Bây giờ hỏi ý kiến của mọi người nè. Lần đầu tiên quay là lên là 60 hay là 600. Cái Lucky này là không phải cô Ngân quay cái này đâu. Cái Lucky này là cô Ngân, bữa cô Ngân quay Ska. Cố lên, mọi người cổ vũ cho cô Ngân đi. Mọi người cổ vũ cho cô Ngân để cô Ngân quay nè. Mọi người cổ vũ nào. Một lần 600 luôn á, toàn 600. Ok, bây giờ cô Ngân sẽ quất một lần 600 luôn nha. Mọi người bảo cô Ngân 600 á nha. 600 mà không ra cô Ngân ăn vạ mọi người đó. Ok, bây giờ 600 luôn nha. Mọi người bảo 600 nè. Một lần 600 luôn nha. Ok. Trời ơi, chắc phải đi lau tay trước cho đỡ mồ hôi cho nó ra nhiều thế nhờ.
600 luôn nha mọi người. Ra đi, ra đi. Mọi người cổ vũ cho cô Ngân đi. Mọi người cầu nguyện đi chứ. Không có ra rồi. Như cái củ kẹo. Ra toàn ai 4 giờ kìa. Ôi xì ơi. Hình như ra đây là đổi được đúng không mọi người? Hình như nó có cái chỗ mà đổi đổi kim cương ở đây nè. À đây nè, mình sẽ quy đổi nè. Cô Ngân sẽ quy đổi được hai cái vĩnh viễn. Sau đó mình phải vào cái này. Sau đó mình dùng vĩnh viễn mình quay. Ok. Mọi người cổ vũ cho cô Ngân đi. Ôi sao mồi, không có ra rồi. Ra đi. Ôi xong rồi. Một lần 60 nữa nha. Mọi người cổ vũ đi. Quất luôn. Trời ơi. Không có ra rồi kìa. Mọi người như cái cục kẹo ấy. Mọi người như cái cục kẹo. Mọi người bảo con Ngân quất 600. Không có ra cái gì rồi nè. 600 luôn. Ra đi. Ra đi mà, ra đi mà. Hình như cô Ngân chưa rửa tay cho nên là nó không có. Skin ở đây chứ đâu, đậu xanh. Ui. Ra rồi mọi người ơi. Ra rồi mọi người ơi. 60 thôi cô ơi, biết dạy nghe theo lời bạn à. Bạn gì mới bảo cô Ngân 60 thôi nhỉ, đậu xanh. Như cái cục kẹo. Biết vậy mình quất 60, 60, 60 từ từ là có khi nó ra. Nhờ. Chơi lớn đi cô. Ôi, biết vậy dùng 60 thôi nhờ. Làm tốn kim cương thế. Ôi, ôi nè, cái lần tiếp theo 60 là nếu mà mình dùng 60 là nó ra luôn á. Nè, 60 nó ra đầu tiên luôn, cái súng nó ra đầu tiên luôn, tự nhiên tốn mất. Ôi, cũng tiếc cho bộ. Ôi, cũng tiếc cho bộ mọi người. Buồn cơ, biết vậy mình để im xong rồi mình vào đó mình quay thôi. Để coi thử có cái gì quy đổi ở đây không. Không có, thôi quy đổi hết cái này đi. Để lần sau quay mọi người. Để lần sau, để dành cái lần sau. Và cô Ngân chỉ tốn có mấy lucky thôi là ra rồi. Ghê không, ghê không, ghê không. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Thích thế. Vào trang bị xem nào. Ơi, trang bị sao ở đây? Sưu tập đúng không? Vũ khí đúng không mọi người? Ôi, có khẩu súng mới. Thích thế. Đem vào sảnh chờ luôn. Ui dồi ôi. Là một trận solo chơi nha mọi người. Một trận solo. Ui, pin nãy giờ con ngăn cắm. Nó không có vô pin. Như cái củ kẹo. Trời ơi, tính ra là nãy giờ con ngăn cắm pin nó không có vô. Là một trận solo để test thử khẩu này. ghê không mọi người. Trời ơi, mọi người nói gì đi. Kinh thế. Ôi, đúng là mọi người cổ vũ cho con Ngân mới được dạy đấy. Hello, hello mọi người nha. Đúng là có fan cổ vũ cho nên là nó khác vậy đó mọi người. Trời ơi. Lần sau cô Ngân quay đồ á, lần sau cô Ngân quay đồ cô Ngân sẽ lên trên stream. Cô Ngân bảo mọi người cổ vũ sau đó rồi cô Ngân mới live stream. Cô Ngân mới quay đồ thì chắc là nó dễ ra hơn. Chứ hôm bữa cái bộ DJ á, cái bộ DJ nữ đó đã ra đâu, DJ quẩy á. Vẫn chưa cái bộ ra bộ đó, buồn thiệt. Cuộc sống mà. Hey, vẫn chưa ra được bộ đó mọi người. Ui đông thế. Trời ơi mấy anh đã like là đây chứ đâu. Ôi trời ơi. Đừng có giết em anh ơi. Em chỉ muốn vào đây để em tiết súng thôi mà. Đậu xanh. Trời ơi mấy anh ơi. Đừng mấy anh ơi. Cả la các kiểu đậu xanh. Như cái cục kèo rồi. Anh Kala ơi, đừng anh ơi. Em chỉ là một thiếu nữ yếu đuối thôi. Mới quay ra skin súng em không có muốn chết sớm đâu anh ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết sớm ở đây chứ đâu. Như cái cục kẹo rồi. Bộ 4A1 đâu. Mình
sẽ lấy khoảng 1421. À, 1421 nè. Để cho mọi người xem luôn. Có hiệu ứng luôn nha mọi người. Ồ ôi. Đúng là khẩu này dễ ra thiệt. Ồ ôi. Cái DJ quẩy của Ngân quay hết 1 triệu mấy nó không có ra mọi người. Trời ơi, tất điên thật chứ. Ui, có người. Kẹo.